Sapo review cho anh em con figure, chắc chắn anh em sẽ thích. Anh em thích hàng chính hãng thì bời hết vào đây, hàng ngon, giá đẹp luôn nha anh em. Nhiều anh em khó tính chê hết cái này cái kia, vào comment thật xem nào. Xe rất nhẹ, chỉ khoảng chưa đến 10 cân. Xe full nhôm, ghi đông nhôm, càng nhôm, vành nhôm, khung nhôm, đùi đĩa năm chấu nhôm, và đặc biệt là cọc yên cũng nhôm lốt. Và với những con xe của Lai thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng của nó. Nước sơn của nó thật sự là quá đẹp, anh em chê hộ. Ôi giời ơi, xe được làm từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, không mối hàn, không mối hàn. Vành nhôm bản rộng 6cm và đã được dán sẵn đề can của hãng. Yes. Đùi đĩa nhôm 5 chấu, đĩa 48T Sport, được trang bị xích hoạt động cực kỳ chắc chắn. Yên thoát khí, và với những anh em xấu tính thì có thể thoát khí ở đây. Dây cuốn tổ ong đã được đệm cao su cực kỳ chắc chắn và chống trơn trượt. Cọc yên nhôm dẹt, xịn sò luôn anh em. HT Bike, chọn đúng, không sai.